vị, chương trình Thánh Nhạc chia sẻ niềm tin với chủ đề Con đường sự sống sẽ được phép bắt đầu. Tôi kính mong tất cả quý vị chúng ta sẽ ổn định vị trí ghế ngồi, cũng như là quý vị nào mình chưa kêu nước thì có thể báo với chúng tôi để quay phục vụ, được phục vụ tất cả quý vị ạ. Dạ. Và bây giờ thì chương trình của chúng tôi xin phép được bắt đầu. Lời đầu tiên thì cho phép Uyển Cầm xin được gửi lời chào đến tất cả quý cô chú và anh chị đang có mặt tại chương trình Thánh Nhạc chia sẻ niềm tin với chủ đề Con đường sự sống ạ. Dạ, chúng ta dành cho nhau một tràng pháo tay thật là lớn, giống như một lời chào thân mật nha quý vị. Dạ thưa quý vị, trước khi bắt đầu bất kỳ một chương trình nào thì chúng tôi luôn luôn tin rằng có sự tể trị của ông trời, và chính đấng cao nhất sẽ luôn hiện diện và đồng hành cùng với mỗi một chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Vậy nên ngay bây giờ tôi xin mời tất cả quý cô chú và anh chị mình cùng nhau đứng lên giữ sự trang nghiêm trong thời giờ này. Tôi xin mời mục sư quản nhiệm Võ Đông Thu sẽ tiến lên cầu nguyện cho chương trình ạ. Dạ xin mời mục sư. Xin chúng ta hiệp chung và tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa, đấng đã yêu thương chúng con, đấng đã sáng tạo cả trời đất muôn vật bằng lời phán quyền năng của Ngài. Nhưng khi loài người phạm tội chết mất, thì Ngài không chỉ phán một tiếng, nhưng mà Ngài là sai con một của Ngài, là Chúa Giê-xu Giáng sinh để cứu người. Và Chúa Giê-xu cũng đã bằng lòng chịu chết trên thập tự giá, đổ huyết ra cho đến giọt cuối cùng để mua chuộc chúng con. Chúng con được mua chuộc bằng một giá rất cao, là huyết quý báu của Chúa Giê-xu. Và bởi tình yêu cao cả của Chúa dành cho chúng con, tối hôm nay chúng con có thời giờ ca nhạc thánh và chia sẻ niềm tin cho anh chị em chúng con là những thân hữu đến đây để có thể nghe nói về tình yêu của Chúa, về con đường sự sống mà chính Chúa dành cho chúng con. Chúng con kính dâng chương trình này ở trong tay của Chúa. Nguyện Đức Chúa Trời ban phước cho chúng con tất cả những tiết mục trong chương trình được đẹp lòng Chúa, được phước hạnh. Xin Chúa ban ơn cho Uyển Cầm trong khi hướng dẫn chương trình, được ơn của Ngài. Xin Chúa ban ơn cho các anh em con góp phần trong sự ca ngợi Chúa. Tất cả đều làm vinh hiển danh của Chúa. Xin Chúa ban ơn cho tôi tớ của Chúa, thầy truyền đạo Nguyễn Vĩnh Phước, được ơn của Ngài để rao ra lời của Chúa, và lời của Chúa tự do hành động đến với những thân hữu, anh em con nhận biết con đường sự sống là thế nào, và làm sao để nhận được, để họ cũng nhận được sự sống mà chính Chúa dành cho chúng con, phước hạnh, sự vui thỏa, bình an trong tâm hồn. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con kính dâng giờ này cho Chúa. Xin Ngài ban phước cho chúng con tất cả những tiết mục trong chương trình này. Cảm ơn Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Kính mời quý vị an tọa. Dạ thưa quý vị, giống như mà có thể biết và nhìn lên trên phong màn của chúng tôi, chủ đề của chương trình ngày hôm nay là con đường sự sống. Dạ, không biết là khi nhắc tới đây thì trong suy tưởng của quý vị đang nghĩ về điều gì? Còn tôi thì tôi nghĩ ngay đến hình ảnh của rất nhiều những con đường. Dạ, chúng ta có rất nhiều những con đường để đi, nhưng chỉ có mục đích đến mà thôi. Còn sự sống là gì ạ? Sự sống là điều tôi nghĩ rất là quý giá, và ai trong chúng ta cũng mong muốn được nắm giữ nó cả. Dạ. Nói một cách ngược lại dễ hiểu hơn là ai trong chúng ta cũng sợ cái chết hết, đúng không ạ? Nhưng mà sự sống đằng sau cái chết về mặt vật lý của chúng ta, về mặt thuộc thể của chúng ta ở cõi đời này lại là một điều kỳ diệu hơn nữa. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó, để chúng ta được khai phá những điều kỳ diệu đó mà đôi khi mình chưa hề biết đến. Tôi có một câu hỏi nhanh dành cho tất cả quý cô chú và anh chị ở đây. Không biết là cô chú và anh chị có tin là mình sẽ có một sự sống đằng sau cái chết vật lý của mình ở cõi đời này không ạ? Nếu như cô chú tin vào sự sống đó, xin ngồi phía dưới và giơ tay cho tôi biết ạ. Dạ. Quý cô chú và anh chị có tin vào sự sống không ạ? Sự sống đằng sau cái chết của chúng ta ở cõi đời tạm này không? Chắc là tôi xin phép đi xuống phía dưới để mình hỏi nhau giống như là một cái sự thân mật hơn nha quý vị. Dạ rồi, chắc là cho tôi hỏi cô đi. Dạ, con chào cô. Có một câu hỏi được đặt ra là không biết là cô nghĩ là mình sẽ có thể có một sự sống đằng sau cái chết của mình ở cõi đời tạm này không ạ? Dạ. Cô tin có hay là không thôi ạ? Chỉ trả lời có hoặc không thôi nha. Dạ. Có.
cô tin là có. Dạ. Còn bạn thì sao? Một bạn nữ đi. Em có tin là có sự sống không? Đằng sau cái chết của mình ở cõi đời này. Dạ có. Có tin. Dạ. Đa phần tôi thấy quý vị đều tin là có. Nhưng mà cũng có người nói với tôi rằng là không. Mình chết đi là mình hết rồi. Trở về với cát bụi rồi. Còn có người nói là không, chết đi chắc là sẽ có một vài người được chọn để lên thiên đàng hoặc là xuống hỏa ngục. Vậy thì câu trả lời chính xác cho điều này là gì? Đối với chúng tôi là những người tin vào Thượng Đế, chúng tôi có câu trả lời cho mình một cách rõ ràng. Và ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ điều đó đến với tất cả quý cô chú và anh chị có mặt trong ngày hôm nay. Hãy cùng với chúng tôi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó bằng một bài thánh ca ngay sau đây. Ngài là đường đi, Ngài là chân lý, là nguồn sự sống ban cho những ai tin Ngài. Ngài là tình yêu, là nguồn sự sống, là nguồn ơn phước tràn tuôn chẳng ngừng. Này người ơi hãy tiếp nghinh Giê-xu vô lòng, còn chần chờ chi hãy tin Giê-xu giờ đây. Này người ơi hãy có nghe tiếng Giê-xu này, về liền bên Cha, Chúa dung tha bao lỗi lầm. Dù thời gian qua lòng người thay đổi, tình Ngài vẫn không đổi thay, mãi yêu con người. Ngài chờ mong anh bằng lòng ăn năn tìm về bên Chúa ngàn năm với Ngài. Đây người ơi hãy tiếp nghinh Giê-xu vô lòng, còn chần chờ chi hãy tin Giê-xu giờ đây. Này người ơi hỡi có nghe tiếng Giê-xu này, về liền bên Cha, Chúa dung tha bao lỗi lầm. Dù thời gian qua lòng người thay đổi, chẳng chờ chi hãy tin Giê-xu giờ đây. Này người ơi hỡi có nghe tiếng Giê-xu này, về liền bên Cha, Chúa dung tha bao lỗi lầm. Này người ơi hãy tiếp nghinh Giê-xu vô lòng, còn chẳng chờ chi hãy tin Giê-xu giờ đây. Này người ơi hỡi có nghe tiếng Giê-xu này, về liền bên Cha, Chúa dung tha bao lỗi lầm. Vì những ca từ trong bài thánh ca Giê-xu là chính là câu trả lời của chủ đề ngày hôm nay mà chúng ta đang tìm kiếm. Chính Chúa Giê-xu, chính Chúa là con đường sự sống, Ngài là chân lý, Ngài là đường đi, và Ngài chính là ánh sáng cho những ai tin nhận Ngài. Tôi tin chắc rằng là mỗi một cô chú và anh chị ở đây thỉnh thoảng đâu đó mình có nghe về câu chuyện Chúa Giê-xu được Giáng sinh, đúng không ạ? À? Nhất là vào dịp tháng 12, ngày Noel, Chúa Giê-xu ra đời. Hay là câu chuyện Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá. Chúng ta biết nhiều về những hình ảnh đó. Nhưng mà đôi khi á, ta lại phớt lờ đi lý do vì sao Chúa lại phải mang dấu đinh, Chúa lại phải mang thập hình. Và sự thật rằng là Chúa mang thập hình, Chúa chịu những đau đớn ấy và Chúa phải chết là bởi vì tội lỗi của chính mình tôi và mỗi một cô chú và anh chị. Chính sự chết của Chúa mới là điều kiện, mới là điều để cho chúng ta có cơ hội để bước vào con đường sự sống ấy. Thank you.
ngài mang chịu bao đắng cay nhung hình. Đời của tha đó người ta treo thân Chúa trên giá kia, đoàn quân sĩ mắng người thân xa lánh, Chúa tôi cam chịu nhung hình. Thầm giá xưa ngày mai chịu bao đớn đau khổ hình, bàn tay đinh đóng Chúa tôi gục đầu lặng thinh. Kìa bao cơm dao đâm ngài làm thân chảy máu, vòng gai đinh sắt làn roi đẫm máu, Chúa mang thập hình vì ta. Vì lòng yêu Giê-xu đã đến chiều đóng đinh thay trên hợp tự xưa, để chuộc mua sanh linh hư mất về bên chân Chúa. Vì tội ta Giê-xu chịu chết, giọt huyết tuôn rơi trên đồi Cô Tha, là tình yêu Giê-xu mang đến để cứu muôn người. Giá xưa ngày mai chịu bao đắng cay nhung hình, đời của tha đó người ta treo thân Chúa trên giá kia, đoàn quân sĩ mang người thân xa lánh, Chúa tôi cam chịu nhung hình. Giá xưa ngày mai chịu bao đớn đau khổ hình, bàn tay đinh đóng Chúa tôi gục đầu lặng thinh. Kìa bao cơm dao đâm ngài làm thân chảy máu, vòng gai đinh sắt làn roi đẫm máu, Chúa mang thập hình vì ta. Để chuộc mua sanh linh hương mơn về bên chân Chúa. Vì tội ta Giê-xu chịu chết, giọt huyết tuôn rơi trên đồi Cô Tha, là tình yêu Giê-xu mang đến để cứu muôn người. Vì lòng yêu Giê-xu đã đến chịu đóng đinh thay trên hợp tự xưa, để chuộc mua sanh linh hư mất về bên chân Chúa. Vì tội ta Giê-xu chịu chết, giọt huyết tuôn rơi trên đồi Cô Tha, là tình yêu Giê-xu đem đến để cứu muôn người. Thầm từ xưa con đường sự sống mà chúng tôi muốn nói với quý cô chú và anh chị ở đây không phải là con đường để chúng ta đi đến với một tôn giáo nào đó, hay là con đường để chúng ta đang đi tìm kiếm một vật chất làm thỏa mãn cảm xúc và mưu cầu của mình hiện tại. Con đường sự sống ấy chính là con đường đi đến với đấng sống, và chính Ngài mới mang cho chúng ta một cuộc đời thỏa vui và bình an thật sự thôi.
Tôi nghĩ rằng là trong thế giới hiện tại, đôi khi chúng ta đang mãi mê ở trong vòng xoáy của việc đi làm kiếm tiền, của việc mua một căn nhà, mua một chiếc xe, rồi lo cho con, lo cho cháu. Cái vòng xoáy nó cứ lặp đi lặp lại. Tôi nghĩ là đôi khi quý vị sẽ mệt. Mình sẽ mệt chứ đúng không ạ? Và hiện tại chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều thứ vồ lấy mình. Chiến tranh, dịch bệnh, kinh tế suy thoái, rất là nhiều thứ khiến cho chúng ta mệt mỏi. Và tưởng chừng như là mình chỉ đang đi một mình trên đoạn đường rất là xa đó thôi, để về một vạch đích mà mình cũng không biết là vạch đích cuối đó là gì. Và con đường sự sống mà chúng tôi muốn nói với quý vị ở đây là con đường để chúng ta đi với đấng tạo hóa yêu thương. Và ngay lúc này hãy cùng với chúng tôi lắng nghe một bài thánh ca nữa nha. Chúa yêu thương khi sương đêm buồn mênh mông trên đường, đời nhạt nhòa bên kia màn khói mây vương. Nước mong Chúa yêu thương trong khi muôn phương phong ba điên cuồng, đời mơ dần sau muôn đợt sống chung dương. Được đi với cha, chỉ mong trần gian quá xa. Bước cùng với cha, trong tình thâm thiết bao la. Được đi với cha, cho dù thời gian lướt qua. Tôi luôn vui thoáng, sống trong yêu mến tràn hoa. Chúa yêu thương, tay trong tay luôn, gian lao không sợ. Vượt dặm trường men theo đường tới thiên cung. Bước với Chúa yêu thương, tôi nghe lâng lâng vui trong tâm hồn. Ngày lại ngày thêm sâu nhiệm Chúa nhiều hơn.
trong tình thắm thiết bao la. Được đi với cha, cho dù thời gian lướt qua, tôi luôn vui thoáng sống trong yêu mến tràn hòa. Được đi với cha khi mộng trần gian quá xa, bước cùng với cha trong tình thắm thiết bao la. Được đi với cha cho dù thời gian lướt qua, tôi luôn vui thoáng sống trong yêu mến tràn hòa. Dạ thưa quý vị, từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã được lắng nghe một vài bài hát rồi, và cũng như là hiểu nội dung chung con đường sự sống là gì. Con đường sự sống là con đường đi đến với đấng sống, đấng tạo hóa yêu thương. Nhưng mà để hiểu rõ hơn về chủ đề của ngày hôm nay, cũng như là làm cách nào để chúng ta được bước vào trong con đường sự sống ấy, thì tại chương trình sẽ có thầy Nguyễn Vĩnh Phước gửi đến quý vị câu trả lời ạ. Dạ xin mời thầy. Xin thân ái kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em. Chắc hẳn rằng khi quý vị đến với chúng tôi buổi tối hôm nay, nghe những bài thánh ca, nghe lời giới thiệu của người hướng dẫn chương trình, quý vị đã biết một phần nào về con đường sự sống. Thì giờ này chúng ta cùng dành vài phút để chúng ta tìm hiểu thêm về con đường sự sống theo lời chỉ dạy của Kinh Thánh. Bây giờ chúng ta nghĩ thử ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có bao nhiêu con đường ạ? Bây giờ chúng ta thử nhìn lên màn hình coi thử là theo cái bản đồ giao thông, chúng ta nghĩ rằng ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có bao nhiêu con đường ạ? Quý vị đoán khoảng bao nhiêu ạ? 1.000, chưa chính xác ạ. Theo thống kê thì thành phố Hồ Chí Minh chúng ta hiện tại có khoảng 1.600 con đường có tên, địa danh hoặc là nhân vật, và có vài trăm con đường đặt tên theo số. Như vậy tổng thể thì ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có gần hơn 2.000 con đường khác nhau, lớn và nhỏ. Có những con đường quý vị và tôi rất thích đi, phải không ạ? Tại sao thích đi? Nó thoải mái, nó dễ chịu. Nhưng có những con đường mỗi lần nghĩ đến thôi là hình ảnh nảy trên đầu mình là cái gì ạ? Ổ gà, kẹt xe, ngập nước. Nhưng bây giờ, buổi tối hôm nay tất cả quý bạn chị em và tôi là những người đã có mặt tại cái nhà thờ Tin Lành Trương Minh Giảng, phải không ạ? Bây giờ chúng ta nghĩ như thế này, không biết quý vị thích con đường nào, nhưng tôi thì thích con đường Đại Lộ Đông Tây. Rồi thích con đường này quá, tôi cứ đi con đường Đại Lộ Đông Tây, tôi đi tới, đi lui, đi tới, đi lui, và tôi suy nghĩ về cái nhà thờ Tin Lành Trương Minh Giảng. Và cuối cùng tôi có mặt ở đây không ạ? Có được luôn hả? Bằng cách nào mà quý vị cứ đi con đường Đại Lộ Đông Tây rồi cứ suy nghĩ về Trương Minh Giảng, nhà thờ Tin Lành Trương Minh Giảng, thì cuối cùng tôi nghĩ là quý vị vẫn ở tại Đại Lộ Đông Tây thôi. Tại sao như thế ạ? Bởi vì dù cách nào đi nữa, muốn đến tại đây chắc hẳn có một con đường mà ai trong chúng ta cũng đã đi ạ. Là đường gì ạ? Trần Quang Diệu. Phải đi đúng, đến đúng con đường Trần Quang Diệu thì chúng ta mới có mặt ở đây. Nếu quý vị đi Lê Văn Sĩ, cứ đi tới đi lui Lê Văn Sĩ hoài thì sao ạ? Thì quý vị ở trên đường Lê Văn Sĩ thôi, không đến được đây. Con đường chúng ta đi, nếu muốn đến đúng cái đích thì chúng ta trước hết hãy đi đúng cái con đường. Buổi tối hôm nay tôi không nói về con đường Trần Quang Diệu, mà tôi muốn giới thiệu cho quý bạn chị em và tôi một con đường rất là quan trọng, ai trong chúng ta cũng nên biết, phải biết và phải đi. Đó là con đường sự sống. Có hai điều liên quan đến con đường sự sống. Điều thứ nhất, con đường sự sống là con đường dẫn chúng ta đi đến sự sống.
Nếu con đường nó rất là đẹp, nhưng mà cuối con đường mình đến đó mình chết, thì có thể đặt tên là con đường sự sống được không ạ? Nó vô lý quá. Con đường sự sống là con đường trước hết, nó dẫn chúng ta đến sự sống. Nhưng quý vị có thể thắc mắc và nói với tôi rằng, ồ, ông thầy kia có nhầm lẫn gì không? Nếu mà tôi chết thì tôi đâu có nghe ông nói. Tất cả chúng ta đang sống đấy chứ, đúng không ạ? Nên biết tôi đang nói và tham dự chương trình buổi tối hôm nay. Thưa quý vị và tôi là những con người, chúng ta có thể vừa sống và vừa chết cùng một lúc. Làm thế nào được ạ? Thực tại có người chúng ta có thể vừa sống và vừa chết cùng một lúc, ở trong ý nghĩa thế này. Ai trong chúng ta cũng đang là những người đang sống. Bản thân tôi và quý ông bà chị em đang sống về phương diện thể lý, mình chưa chết. Nhưng về một phương diện, chúng ta chết khi con người chúng ta không còn có mối tương giao hay là mối liên hệ với đấng sáng tạo. Theo quý vị, cái bình hoa ở trên mỗi bàn quý vị thấy, bông hoa đẹp không ạ? Đẹp, nó sống hay nó chết ạ? Quý vị nó sống cũng được, quý vị nó chết cũng được. Quý vị nói rằng, sống chứ cậu tươi thế này mà. Nhưng mà nó chết theo phương diện, nó không còn gắn liền với cái nguồn sống, đó là thân cây của nó và nơi nó được nuôi dưỡng. Có người chúng ta có thể đương sống về phương diện thể lý này, nhưng có người chúng ta khác với muôn loài vạn vật, đó là mình được Đức Chúa Trời tạo dựng có phần tâm linh, và phần tâm linh đó để kết nối với đấng sáng tạo trong sự phước hạnh. Và con người chúng ta có linh hồn, có người chúng ta có tôn giáo, có một nhu cầu tâm linh. Nhưng khi con người chúng ta phạm tội thì cái mối liên hệ đó đã bị gãy đổ, và có một bức tường ngăn cách rất lớn giữa con người chúng ta với đấng sáng tạo, đó là bức tường của tội lỗi. Rồi chúng ta đều phạm tội, theo nghĩa rằng tổ phụ mình đã phạm tội là Adam và Eva. Rồi quý ông bạn chị em và tôi, mỗi một ngày trôi qua, chúng ta cũng có những cái tội ở trong tư tưởng của mình, trong lời nói, hành động của mình. Dù chúng ta chưa bị kết án theo pháp luật đi nữa, nhưng chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng trong tâm trí của chúng ta có những điều mà nó trái với ý muốn của Đức Chúa Trời, có những điều xấu ở trong lòng mình. Nhưng rồi bây giờ chúng ta thống nhất với nhau thế này, bây giờ chúng ta xấu hết, cũng có tội hết, rồi chúng ta ngồi với nhau, chúng ta nói bây giờ chúng ta làm một biểu quyết thống nhất, tất cả chúng ta đồng ý 100% tự tha tội cho nhau ạ. Được không? Bây giờ xí xóa hết, cứ coi như 100% bỏ phiếu tán thành, chúng ta cùng tuyên bố tha tội cho nhau. Bây giờ không còn ai có tội nữa hết. Xong chưa? Phương cách đó được không ạ? Tại sao không được? Bởi vì chúng ta đều là con người có tội, và phương cách đó không giải quyết được. Chúng ta đã phạm tội, và phạm tội với đấng sáng tạo là Đức Chúa Trời, đấng đã tạo dựng nên chúng ta và muốn cho chúng ta sống hạnh phúc, nhưng chúng ta đã chống nghịch với Ngài và không tôn thờ Ngài. Và khi con người chúng ta đối diện với cái nan đề mình không thể tự cứu lấy mình, cũng không thể tự giải quyết cái vấn đề của mình, như vậy chỉ có một con đường thôi. Nói theo ngôn ngữ tiếng Việt của mình, chỉ có con đường chết thôi. Chúng ta chết về phương diện thể lý này, một ngày nào đó quý ông bà chết và tôi đã qua đời. Nhưng quan trọng hơn hết, đó là tâm linh chúng ta đang chết, và đằng sau sự chết thuộc thể này, ở trong cõi đời sau, chúng ta sẽ tồn tại, nhưng mà tồn tại trong sự chết đời đời. Thưa quý ông bạn chị em, tạ ơn Chúa bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng vì tiền công của tội lỗi, tức là cái giá trả của việc chúng ta phạm tội đó là sự chết. Nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời, tức là sự sống vĩnh hằng ở trong Đức Chúa Giêsu. Trong Roma đoạn 6 câu thứ 23. Và lời Chúa ở trong Châm ngôn đoạn 15 câu thứ 24, vị vua Salomon đã nói thế này: con đường sự sống của người khôn ngoan thì dẫn lên trên, để tránh khỏi âm phủ ở dưới thấp. Ông nói là người khôn ngoan tìm một con đường, là con đường sự sống, để đưa con người đi lên trên, đối diện với đấng sáng tạo trong niềm vui, thay vì đi xuống chấm âm phủ là nơi buồn thảm. Thưa tất cả quý ông bà chị em, sống lại trong mối tương giao với Chúa chỉ có được khi chúng ta đi đúng con đường
đó là con đường sự sống, con đường mà đích đến của nó là sự sống thay vì sự chết. Và khi chúng ta đi con đường đó thì cái mối liên hệ giữa mình với đấng sáng tạo được kết nối, khi cái vấn đề tội lỗi của mình được giải quyết. Và điều thứ hai chúng ta học buổi tối hôm nay, đó là con đường sự sống đó là con đường của đấng hàng sống. Có một đấng hàng sống và đã làm một cái phương cách, và chính Ngài là phương cách để giúp cho con người chúng ta giải quyết được cái nan đề tội lỗi của mình và giúp cho chúng ta có thể sống dù mình chết. Tôi không nói rằng bây giờ tôi tin Chúa rồi, bây giờ là tôi cỡ nào tôi cũng không chết. Quý vị nghĩ tôi chết không ạ? Tôi cũng chết chứ, không biết chết khi nào. Quý vị đoán khi nào chết ạ? Mà có người đoán tôi chắc 80 tuổi chết. Kêu mà mấy người quê tôi nói là cái lốt, cái giấy tai này chắc sống được 80. Tôi thấy không liên quan lắm. Bởi vì tôi thấy cũng nhiều người cái giấy tai giống tôi mà họ đi sớm rồi. Tôi cũng không biết. Nhưng chắc chắn một điều tôi biết, đó là tôi sẽ chết. Nhưng tạ ơn Chúa, bởi vì cái thân thể này chết, nhưng mà linh hồn của tôi không chết. Khi tôi tìm ra một cái giải pháp mà Đức Chúa Trời đã cung ứng, đó là Chúa Giê-xu, đấng hàng sống, đã mở một con đường để cho tôi có thể sống. Dù sau này tôi chết về phương diện thể lý, những linh hồn của tôi sẽ sống và sống đời đời. Làm thế nào ạ? Trong gian đoạn 14 câu thứ 6 lời Kinh Thánh mà chúng ta đã nghe đọc lúc nãy, vậy Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Chúa nói rằng Ngài là đường đi, chân lý và sự sống, nếu không bởi Ngài thì không ai được đến cùng Cha, tức là Đức Chúa Trời. Chúng ta không có cách nào đến được với Đức Chúa Trời để hưởng sự sống phước hạnh với Ngài, bởi vì chúng ta là con người tội lỗi. Còn Ngài là đấng thánh khiết hoàn toàn. Chúng ta đã chống nghịch với Ngài, đã phạm tội với Ngài, không có cách nào để tự giải quyết, để tìm đường đi đến với Chúa. Chúng ta hết đường rồi. Có một hố sâu ngăn cách và chúng ta không đến được. Nhưng Chúa nói rằng Ngài là con đường. Ở trong Hebrew đoạn 10 câu thứ 19 đến câu thứ 20 lời Chúa dạy rằng: vậy thưa anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu được dạng dĩ vào nơi chí thánh, bởi con đường mới và sống và Ngài đã mở cho chúng ta ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua thân xác của Ngài. Chúa đã mở một con đường ngang qua xác của Ngài, một con đường mới và sống. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là thế này: chúng ta không có thể tự giải quyết cái nan đề tội lỗi của mình, và chúng ta là con người có tội, và Chúa giải quyết bằng cách Ngài đến để chết thay cho chúng ta, như lời của những bài thánh ca mà quý vị đã nghe các anh em đã hát lúc nãy. Bây giờ chúng ta không thể tự chết cho nhau, tự tha tội cho nhau. Chúa muốn cứu chúng ta, và Ngài cũng không thể nói rằng: thôi, ta là Đức Chúa Trời, ta thương các con, ta xí xóa hết. Bởi vì Ngài cũng là Đức Chúa Trời công chính, công bình, không thể kể có tội là vô tội được. Nên Ngài có một giải pháp, và chỉ có một giải pháp ở trong Đức Chúa Giê-xu là con của Ngài. Đó là Chúa Giê-xu, ngôi hai của Đức Chúa Trời, giáng sinh làm người, để rồi chịu chết trên thập tự giá vì tội của tôi và tất cả quý ông bà chị em. Tại sao tôi nói rằng Ngài là con đường duy nhất? Khi tôi nói điều này, có thể một vài vị dưới cảm thấy không thoải mái, nói rằng sao mà có vẻ tự tin quá vậy? Có nhiều con đường chứ, tại sao anh nói Chúa Giê-xu của anh là con đường duy nhất? Thưa quý vị, Chúa Giê-xu là con đường duy nhất bởi vì Ngài là đấng duy nhất, vừa là trời, vừa là con người trọn vẹn. Ngài là trời, là ngôi hai Thiên Chúa, nên Ngài có đủ tư cách để đại diện cho tất cả quý ông bà chị em và tôi. Và Ngài cũng đủ tư cách để chết thay cho quý ông bà chị em và tôi, bởi vì Ngài là con người không phạm tội. Nếu Ngài là con người phạm tội thì Ngài cũng đứng vào cái hàng ngũ cũng giống như ông bà chị em và tôi mà thôi. Nhưng cảm ơn Chúa, Ngài là một Đức Chúa Trời không thể chết, một con người hoàn toàn vô tội, nhưng Ngài bằng lòng đứng vào chỗ của kẻ có tội để mà chết thay cho quý ông bà chị em và tôi. Đó là cách mà Ngài mở ra một con đường cho chúng ta. Thay vì chúng ta chết,
thì Ngài đến chết thay trên thập tự giá. Đó là lý do khi chúng ta nhìn thập tự giá, chúng ta nhớ rằng tại đó Đức Chúa Trời đã mở cho chúng ta một con đường. Con đường đó chính là con của Ngài chết thế cho chúng ta. Thưa quý ông bạn chị em, có những người quan điểm rằng Chúa Giêsu chết là việc của Chúa Giêsu, còn tôi có cách khác để giải quyết vấn đề của tôi. Tôi nghĩ rồi, tôi sống mấy mươi năm trên đời, tôi tìm được một giải pháp rồi. Đó là tôi tự nói với mình rằng miễn là cái tâm tôi tốt là được. Miễn là cái tâm tôi tốt thì những cái vấn đề khác tôi không lo nữa. Bây giờ cái tâm chúng ta tốt đủ chưa ạ? Nếu cái tâm chúng ta tốt, chưa đủ ạ. Bởi vì trước mặt Đức Chúa Trời, cái tâm chúng ta có tốt cỡ nào đi nữa, thì khi mà đối diện với Đức Chúa Trời thánh khiết, trọn vẹn, không có phạm tội, không có tội lỗi, thì tấm lòng của chúng ta, con người chúng ta đứng trước mặt Ngài, nó không là gì cả, dư bẩn trước mặt Ngài. Và chỉ có một con đường duy nhất mà chúng ta có thể được giải quyết vấn đề tội lỗi của mình, đó là con đường sự sống mà Đức Chúa Giêsu đã mở ngang qua xác Ngài. Tức là trên thập tự giá, thân Chúa tan nát, huyết Ngài đổ ra, để chúng ta khi tin Ngài, chúng ta có thể bước vào nơi Đức Chúa Trời ngự, đối diện với chính Ngài với một tư cách là người đã được giải quyết vấn đề tội lỗi, không còn là tội nhân nữa để chờ hình phạt. Nhưng chúng ta ở trong Chúa Giêsu, chúng ta đi theo con đường của Chúa Giêsu, và Chúa nói với Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng chúng ta thuộc về Ngài. Ở trong Ngài chúng ta được tha tội, và Đức Chúa Trời nhìn nhận quý ông bà chị em và tôi là những con người đã được giải quyết vấn đề tội lỗi rồi. Thưa quý ông bà chị em, làm thế nào để chúng ta hưởng được cái phước hạnh đó? Làm thế nào để chúng ta đi con đường sự sống và hưởng được sự sống đời đời, sự sống thỏa vui khi vấn đề tội lỗi của mình được giải quyết? Chúa nói thế này. Ở trong Giăng đoạn 3 câu thứ 16, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy thì không bị hư mất, tức là không phải trả cái giá của tội lỗi vì Chúa Giêsu đã trả rồi, mà được sự sống đời đời. Còn trong Giăng đoạn 3 câu thứ 36 thì chép rằng ai tin con thì được sự sống đời đời. Ai chẳng tiệu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời thì vẫn ở trên người đó. Cái nhiệm vụ của quý ông bà, chị em và tôi, con đường Chúa đã mở, Ngài chính là con đường để chúng ta hưởng được sự sống về phương diện tâm linh. Tức là chúng ta được kết nối lại với đấng sáng tạo, được sự hướng dẫn, che chở, yêu thương của Ngài. Và chúng ta cũng hưởng được sự sống đời đời đằng sau sự chết vật lý này. Nếu chúng ta chết về vật lý này rồi chúng ta chết luôn, thì rõ ràng con người nếu tin như thế thì đã không có tôn giáo. Người ta có tôn giáo, người ta có tín ngưỡng bởi vì có một niềm tin chung rằng chết chưa phải là hết. Nhưng đằng sau sự chết là gì? Sự hình phạt đời đời hay là cuộc sống thỏa vui quay về với Đức Chúa Trời đấng sáng tạo? Đó là tùy thuộc vào cách chúng ta chọn lựa trong thời giờ này. Nguyện xin Chúa ban ơn và Chúa soi sáng để mỗi ngày chúng ta biết chọn đi đúng con đường. Con đường mà Đức Chúa Trời chí cao đã mở, và con đường đó chính là cứu Chúa Giêsu, ngôi hai của Thiên Chúa. Ngài đã chết cho chúng ta. Hãy tin nhận Ngài, đi theo từng bước với Ngài để có cuộc sống thỏa vui và phước hạnh. Chiều này xin mời quý vị cùng chúng tôi xem một video clip ở trên màn hình. Có hàng ngàn tôn giáo trên thế giới, nhưng có phải tất cả đều giống nhau? Có phải tất cả đều là con đường dẫn chúng ta đến sự sống, giúp chúng ta tìm ra chân lý? Có phải mọi tôn giáo đều đem chúng ta đến với đấng chúng ta phải thờ phượng? Các tôn giáo trông rất giống nhau, nhưng thực chất lại rất khác nhau. Với Phật giáo, đạo nằm bên trong chúng ta, con người phải diệt dục, bởi vì dục vọng làm cho con người đau khổ. Nhưng với Ấn Độ giáo, làm việc tốt là cách siêu thoát, chúng ta phải bù đắp cho các nghiệp mà mình đã gây ra trong kiếp trước. Phật giáo tin rằng chúng ta đều là thần và chân lý chỉ mang tính tương đối chứ không phải tuyệt đối rõ ràng. Ấn Độ giáo có rất nhiều thần linh và chân lý khác nhau. Niềm tin của họ cũng thay đổi theo thời gian. Ấn Độ giáo tin rằng chúng ta mắc kẹt trong vòng luân hồi của việc sinh ra, chết đi rồi lại đầu thai. Lối thoát duy nhất đó là đạt đến moksha. Phật giáo cũng tin có vòng luân hồi.
nhưng mục tiêu của họ đó là trừ đi bản ngã để tìm được sự khai sáng. Cơ đốc giáo nói về Chúa Giê-xu, Ngài không giống các giáo chủ khác. Ngài khẳng định Ngài là con đường duy nhất dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa. Ngài nói, ta là đạo, là chân lý và là sự sống. Lời giải đáp cho mọi điều chúng ta đang tìm kiếm chính là Chúa Giê-xu. Chúng ta không cần phải tìm sự khai sáng hay là chân lý nào khác, bởi Chúa Giê-xu chính là con đường duy nhất, là cầu nối đưa chúng ta đến với Thượng Đế. Kinh Thánh cho biết, Chúa Giê-xu giáng sinh làm người, Ngài sống một cuộc đời toàn hảo và bị đóng đinh trên cây thập tự để phục hồi mối liên hệ giữa con người với Thiên Chúa. Những gì chúng ta cần làm là tin nơi Ngài. Không một giáo chủ nào dám tuyên bố họ là thần và phủ nhận tất cả tôn giáo còn lại giống như Chúa Giê-xu đã làm. Chân lý của Chúa Giê-xu là độc nhất. Chân lý đó không phải là giáo điều, nhưng là thân vị, là chính Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu cho biết không hề có vòng luân hồi nào cả. Kinh Thánh chép, mọi người sẽ phải chết rồi bị đem ra xét xử. Chúng ta đáng bị hình phạt và không bao giờ có thể đến gần Chúa bởi vì chúng ta tội lỗi. Không ai toàn hảo cả và không một công đức hay việc làm tốt nào đủ để cứu chúng ta. Vì vậy, Chúa Giê-xu phải hy sinh thân Ngài để cất bỏ tội lỗi và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Không giáo chủ nào làm được các phép lạ giống như Chúa Giê-xu. Không ai có thể sống một cuộc đời toàn hảo như Chúa Giê-xu. Kinh Thánh cho biết Chúa Giê-xu không hề có khởi đầu và kết thúc. Ngài là đấng chân thần đời đời. Không như các giáo chủ khác, sự giáng sinh, chịu chết và sống lại của Chúa Giê-xu đã được dự báo trước hàng trăm, hàng ngàn năm và có khoảng 300 lời tiên tri nói về những điều này. Ngôi mộ chôn xác Ngài thì trống rỗng và sự sống lại của Chúa Giê-xu đã chia đôi dòng lịch sử như chúng ta vẫn thường gọi ngày nay. Mục đích đời sống, giá trị đạo đức, mối liên hệ với Thiên Chúa và sự sống đời đời của chúng ta, tất cả tùy thuộc vào cách chúng ta đáp ứng lại với Chúa Giê-xu và món quà yêu thương cùng sự tha thứ mà Ngài đã ban cho chúng ta. Thế thì có phải mọi tôn giáo đều dẫn chúng ta đến cùng Thiên Chúa? Chúng tôi tin rằng Chúa Giê-xu chính là con đường duy nhất. Dầu người khó dại bước đi cũng chẳng lạc lòng, dù đầy giông tố vây quanh, ấy chính con đường mà Ngài đã phó thân mình để cứu nhân loại khỏi sự hư mất đời đời. Một con đường tràn ngập hạnh phúc yêu thương, những kẻ đưa chùa cùng nhau đi đến Si-ôn. Chúa dẫn đưa đường, Ngài luôn chăm sóc yêu thương những kẻ trong đời, Ngài ban ơn phước. Giờ đây quay gót ăn năn, bao nhiêu tội tình Ngài đã tha thứ tôi rồi. Vì tình yêu Ngài đã chết thay tôi, để giờ đây tôi cùng Ngài sống đôi. Hãy về bên Ngài để nhận nguồn phước thiêng liêng, Chúa vẫn mong chờ
chờ ai quay gót ăn năn. Hãy đến bên Ngài để đưa tha thứ muôn tội. Chúa dẫn đưa bạn vào đường sự sống muôn đời. Thưa quý vị, thì giờ vừa qua chúng ta đã có thì giờ nghe ca nhạc thánh và cũng đã được nghe trình bày về con đường sự sống. Chắc hẳn chúng ta biết rõ con đường sự sống đó là gì rồi. Ai có thể đem con đường sự sống đến cho chúng ta? Như bài thánh ca mà chúng ta vừa nghe hát vừa rồi, hãy đến bên Ngài để nhận được sự sống muôn đời. Hãy đến bên Ngài để được tha thứ muôn tội. Chúa yêu chúng ta. Và tôi nhớ một câu nói rất là độc đáo của Victor Hugo, đại văn hào của Pháp. Chúng ta thật sự được hạnh phúc khi chúng ta được yêu thương. Thật sự chúng ta được hạnh phúc lắm vì chúng ta được yêu thương. Đức Chúa Trời là ông trời đấng dựng nên cả vũ trụ này, yêu thương hết thảy chúng ta, yêu thương từng người chúng ta đang ngồi đây. Cho nên Chúa Giêsu là con của Ngài, đã từ trời giáng sinh cách đây 2023 năm. Chúa Giêsu lớn lên, thi hành chức vụ, giảng đạo, chữa bệnh, đuổi quỷ, làm nhiều phép lạ. Và cuối cùng vì có tội lỗi của tất cả chúng ta, Chúa Giêsu đã bằng lòng chịu chết trên thập tự giá, chôn và đến ngày thứ ba Chúa sống lại. Chúa về trời. Đây là nét độc đáo của lịch sử Cơ Đốc giáo. Không có vị giáo chủ nào trên đời này sống lại. Tất cả các giáo chủ đều tốt. Đức Phật rất tốt,
Đức Khổng Tử rất tốt, Mahomet cũng tốt lắm. Nhưng mà xét cho cùng, có vị giáo chủ nào có thể sống lại từ kẻ chết không? Chỉ có một mình Chúa Giê-xu đã từng phán: Ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Chúa Giê-xu chết và Chúa sống. Tại sao Chúa sống? Từ kẻ chết. Vì cớ Chúa là con Đức Chúa Trời, và Chúa Giê-xu là đấng quyền năng, chính Chúa là đấng vô tội, cho nên Chúa chết và Chúa sống lại. Và Chúa Giê-xu sống lại thì Chúa phán rằng: Vì ta sống thì các con cũng sẽ sống. Cảm ơn Chúa, đó là điều kỳ diệu vô cùng, phước hạnh vô cùng. Vì ta sống thì các con cũng sẽ sống. Không có vị giáo chủ nào trên đời này nói điều đó. Đức Phật có lần nói rằng: Các con hãy nỗ lực tự cứu lấy mình, các đấng Như Lai chỉ là đạo sư dẫn đường. Đức Phật không có nói đến chùa để niệm Phật được cứu. Đức Phật không có nói đến với ta để được cứu. Đức Khổng Tử cũng không có nói điều đó. Chúa Giê-xu phán: Ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Chúa chết, Chúa sống, cho nên Chúa mới có quyền cứu chúng ta sống. Nếu Chúa Giê-xu chết luôn, chúng ta không có được ích lợi gì hết. Chúng ta không được sống, bởi vì ổng cứu ổng không được, lấy gì đâu mà ổng cứu chúng ta, phải không? Chúa sống, cho nên Chúa cứu chúng ta sống. Có một câu chuyện về một nhà truyền giáo tại Ấn Độ. Ông ta đã đem rất nhiều người tin nhận Chúa Giê-xu, và tại đây thì ông cũng kết bạn với nhiều người. Trong đó có ông thợ lặn. Ông kết bạn với một người thợ lặn, một người thợ lặn rất nổi tiếng. Và ông ta lại là một người ham, người mộ đạo. Và ông nói là kỳ tới này ông sẽ đi bộ, quỳ gối xuống đi bộ từ cái chỗ ông ở đó đến New Delhi để tìm một chỗ ở trên thiên đàng. Rồi ông lại nghe ông giáo sĩ nói là muốn lên thiên đàng thì tin Chúa Giê-xu, chỉ cần ăn năn tội và tin Chúa Giê-xu thôi thì lên thiên đàng, được cứu, được sự sống đời đời. Ông nói làm cái kiểu như ông đó, muốn nhận được sự sống, muốn nhận được thiên đàng, nó giống như là người đi ăn xin vậy đó. Làm cái gì mà ăn năn tội cái là tin Chúa Giê-xu cái được lên thiên đàng, giống như ăn xin vậy. Còn tôi nè, tôi nỗ lực, tôi quỳ gối xuống, tôi đi quỳ từ đây đi đến New Delhi để có thể chiếm được một chỗ trên thiên đàng bằng nỗ lực của chính mình. À, ông nói một cách rất quả quyết. Thì rồi sau đó, một ngày kia, ông đến với vị giáo sĩ, mời ông đến nhà mình. Và ông giáo sĩ đến nhà của mình, thì ông thợ lặn mới vô trong phòng lấy ra một cái hộp. Trong cái hộp đó đựng một viên ngọc trai rất đẹp, rất giá trị. Ông gỡ ra và ông nói đây là viên ngọc trai quý giá vô cùng, đứa con trai của tôi, nó cũng là một thợ lặn nổi tiếng, nó đã đem được cái viên ngọc trai này từ dưới đáy biển sâu lên đây, và tôi giữ nó làm một báu vật. Nhưng bây giờ trước khi tôi đi lên New Delhi để mà thực hiện một cuộc hành hương, để mà tìm một chỗ trên thiên đàng, thì tôi muốn tặng cho ông như là một báu vật, vì ông là bạn rất thân của tôi. Ông giáo sĩ thấy điều này và ông đánh giá được cái viên ngọc trai này rất giá trị, cho nên ông nói là được rồi, tôi sẽ gửi cho anh 1,500 đô la, và sau này tôi sẽ gửi tiếp cho đủ, bởi vì ông biết cái viên ngọc trai này rất giá trị. Ông thợ lặn nói không, bây giờ ông có trả cho tôi 1,000,000 đô la tôi cũng không có bán, bởi vì nó là vô giá. Nó trả giá bằng mạng sống của con của tôi, nó quý vô cùng. Ông đưa tôi 1,000,000 đô la tôi không bán. Nhưng tôi cũng tặng cho ông vì ông là người bạn rất quý, bạn thân nhất của tôi. Ông giáo sĩ thấy được vấn đề này, nó liên quan đến con đường sự sống, sự cứu rỗi mà Chúa dành cho. Giáo sĩ mới nói với người thợ lặn rằng: Ông ơi, tôi nói với anh như vậy, cái con đường mà anh đi lên từ đây đến New Delhi quỳ gối xuống để tìm cho được một chỗ trên thiên đàng, nó thật là viển vông. Sự cứu rỗi hay là con đường sự sống mà Chúa dành cho con người, bây giờ anh có đi hành hương 1,000,000,000 năm, anh làm tất cả mọi công tác thiện lành, thì anh cũng không bao giờ nhận được, bởi vì Chúa Giê-xu đã làm hết rồi. Bây giờ anh chỉ có một việc là nhận món quà đó, giống như tôi nhận món quà anh tặng cho tôi, như là một bảo vật. Chứ anh,
tôi đưa cho anh 1 triệu đô la anh cũng không bán. Và cũng vậy đó, Đức Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta là món quà mà Ngài dành cho con người đó là món quà vô giá, cho nên bây giờ chỉ chấp nhận bằng đức tin chứ không có trả bao nhiêu tiền cũng không đủ hết. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu đã trả một giá rất đắt là mạng sống của Ngài trên thập giá, Ngài đổ ra cho đến giọt huyết cuối cùng để cứu chúng ta. Và bây giờ chúng ta chỉ có một việc là ăn năn tội, tin Chúa Giêsu, tin Chúa Giêsu đã chết đền tội cho mình, mình nhận được sự cứu rỗi. Đó là điều mà Chúa muốn. Bây giờ xin chúng ta cùng đứng lên. Xin chúng ta cùng đứng lên. Và tôi xin thưa với anh chị em, tất cả chúng ta ở đây, những anh chị em đã đến dự rất là quý, chúng tôi rất là trân trọng. Chúng tôi biết anh chị em muốn tìm kiếm chân lý, muốn tìm đến con đường sự sống. Cho nên bây giờ quý anh chị em đang có mặt ở đây muốn nhận được sự sống mà chính Chúa Giêsu dành cho mình. Bởi vì Chúa chết, Chúa sống lại, cho nên Chúa ban sự sống cho chúng ta. Muốn điều đó, muốn nhận được sự sống, bây giờ chỉ có việc xin đưa tay lên để chúng tôi có dịp giúp đỡ cho anh chị em. Anh chị em có thể thấy phần trà bánh, để quý vị có thể có những thắc mắc nào hay những điều cần giải đáp thì quý vị mình cứ mạnh dạn chia sẻ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẽ sẵn sàng để lắng nghe cũng như là đồng hành cùng với quý vị trong chặng đường sắp tới ạ. Và chương trình Thánh Nhạc Chia Sẻ Niềm Tin với chủ đề Con Đường Sự Sống đến đây cũng kết thúc. Tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu của mình đến với Hội Thánh Tin Lành Trương Minh Giảng ngày hôm nay. Xin chúc quý vị mỗi một ngày được kinh nghiệm tình yêu và quyền năng của Chúa ở trên đời sống của mỗi chúng ta. Xin chúc quý vị về nhà thật là bình an và có một giấc ngủ thật là ngon ạ. Xin được cảm ơn tất cả quý vị.